nhằm thực hiện chương trình phối hợp và hành động năm 2022 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quán triệt một số định hướng cho từng nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2022. 1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. 2. Chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 3. Kiến nghị, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện. 4. Kêu gọi, vận động và có giải pháp thu hút các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài. 5. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp. Với chủ đề công tác năm 2022 là đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, tự tụy, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc công tác mặt trận năm 2022.